Anh có nhớ tên đường không ạ? Dạ. Đường Trần Nhật Duật. Vâng. Cái phố này là gì? Là ăn phố cũ à? Dạ, vâng ạ. Cái phố này gọi là phố cũ à? Vâng. Còn cái phố nào nó gọi là French Quarter của Pháp á? À, của Pháp ở dưới cái phố lúc cái chỗ cô mà bắt xe là đi xuống đằng dưới rồi. À, nó gọi là phố gì? Phố ngày xưa nó cũng nhiều phố ạ. Nhưng mà đấy là ngày xưa là Pháp người ta xây ạ. Thì nó gọi ở đây gọi là phố gì? Phố Pháp à? Vâng, kêu. Nhưng nó có nhiều tên phố lắm rồi.